Sau hàng loạt phản ứng dữ dội từ cộng đồng mạng, phía bảo hiểm Manulife đã chính thức lên tiếng đính chính và gửi lời xin lỗi trực tiếp đến khách hàng, diễn viên Ngọc Lan. Thật ra thì sau livestream của Lan và cũng như trong livestream của Lan, nếu như quý anh chị mà có theo dõi một cách sát sao á, thì mọi người cũng thấy rằng là Lan cũng chưa bao giờ Lan nói bảo hiểm là xấu. Lan có khẳng định rằng bảo hiểm không xấu. Trước đây Lan chưa có dịp nắm rõ các điều khoản và lợi cụ thể để được thể hiện ở trong hợp đồng. Lan cũng chưa được tư vấn đầy đủ toàn bộ các điểm được thể hiện khi mà mình mua một cái hợp đồng bảo hiểm. Khi được biết hợp đồng của mình mà có giá trị thời hạn đóng phí lên đến 74 năm dành cho con và 42 năm dành cho Lan, thì thật sự lúc đó Lan rất hoang mang, cho nên Lan đã livestream. Và ngoài ra thì chia sẻ cảm nhận, ngoài những cái việc mà mình chia sẻ cái cảm nhận của cá nhân mình, thì Lan cũng muốn thông qua câu chuyện của mình lưu ý mọi người, chúng ta cần nên tìm hiểu kỹ thông tin, hoặc cần thiết nữa thì nên tham vấn với luật sư để hiểu rõ những ràng buộc về pháp lý trong hợp đồng bảo hiểm trước khi chúng ta đặt cuộc ký kết. Trên tinh thần thấu hiểu, chia sẻ cũng như là hỗ trợ từ phía MBI Life, Lan đã quyết định sẽ tiếp tục duy trì hợp đồng bảo hiểm của mình tại MBI Life với gói Diamond cao cấp nhất, và đồng thời cũng đã loại trừ những sản phẩm không nằm trong nhu cầu ban đầu của Lan. Khi tiếp nhận những chia sẻ của khách hàng Ngọc Lan, thì công ty chúng tôi đã trao đổi với khách hàng và luật sư của khách hàng, tích cực tiếp nhận những phản hồi, lắng nghe và giải đáp những thắc mắc của khách hàng. Công ty đã giải thích thêm về những quyền lợi, những điều khoản có ích cho khách hàng, đồng thời thấu hiểu lý do tại sao livestream của cô xuất hiện. Những góp ý của khách hàng Ngọc Lan giúp cho chúng tôi xác định được những điểm cần phải cải thiện. Thay mặt cho công ty MBI Life, tôi xin cảm ơn một cách trân trọng đối với diễn viên Ngọc Lan khi quyết định tin tưởng và tiếp tục đồng hành cùng MBI Life. Với tư cách là tổng giám đốc, gửi lời xin lỗi đối với khách hàng Ngọc Lan của chúng tôi, vì chúng tôi đã không cung cấp được một cái dịch vụ khách hàng gọi là hoàn hảo như chúng tôi mong đợi, cũng như khách hàng mong đợi chúng tôi. Chấp nhận lời xin lỗi này. Sáng ngày 20 tháng 4, công ty trách nhiệm hữu hạn